đời Thanh năm Càn Long có vị pháp sư Từ Vân Quán Đảnh. Vị pháp sư này vô cùng thông tuệ, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Trên cả hai mặt hành giải đều có thành tựu, trú tác được rất nhiều tác phẩm. Trong số đó có quyển Quán Vô Lượng Thọ Kinh Trực Chỉ Sớ. Trong đó nói về pháp môn niệm Phật, lấy tín, nguyện, hạnh là ba điều chủ yếu. Phải tin có cõi cực lạc để đi đến. Chúng sanh trong cõi ngạ quỷ, súc sanh chỉ cần có lòng tin sâu nguyện thiết, nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, liền sẽ được vãng sanh về nước cực lạc. Do nguyện lực và công đức của Phật Di Đà, đến cả những kẻ phạm tội ngũ nghịch cũng sẽ được vãng sanh. Công đức của Đức Phật A Di Đà khó nghĩ bàn. Một câu hồng danh Phật có thể tiêu trừ tội sanh tử trong vô lượng kiếp, cũng giống như 100 chiếc xe củi, chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi hoàn toàn. Nhà tối hàng vạn năm, chỉ cần một ánh đèn cũng chiếu sáng phá tan bóng đêm. Công đức niệm Phật cũng là như vậy. Dù công đức niệm Phật lớn như thế, nhưng vẫn có một hạng người rất khó tin tưởng và ưa thích. Thầy sẽ kể cho các con nghe hai câu chuyện có thật về việc niệm Phật được vãng sanh cực lạc. Đời nhà Đường có gã đồ tể tên Trương Thiện Hòa, cả đời đã giết chết không biết bao nhiêu là trâu bò. Đến lúc sắp chết, tướng địa ngục hiện ra, có rất nhiều quỷ đầu trâu đến đòi mạng. Cứu tôi! Cứu tôi với! A-di-đà Phật. Thí chủ, có chuyện gì vậy? Có rất nhiều quỷ đầu trâu tìm đến tôi đòi mạng. Pháp sư, xin hãy cứu tôi. Trong quán kinh có nói, nếu người đến lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện ra, chỉ cần chí tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, liền có thể vãng sanh cực lạc, thoát khổ địa ngục. Ông hãy mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Không thấy bọn quỷ đầu trâu nữa, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Trương Thiện Hòa không biết làm phước, may gặp được người xuất gia dạy ông ta niệm Phật, nếu không chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Những kẻ giống Trương Thiện Hòa, tuy cả đời không biết Phật pháp, nhưng được người xuất gia khai thị liền tin tưởng, thật thà phát nguyện, chân thật niệm Phật. Niệm chưa tới 10 niệm đã thấy Phật, được vãng sanh. Huống chi là những người niệm được 10 niệm cho đến nhiều niệm. Điều này cũng nói rõ pháp môn niệm Phật vô cùng thù thắng. Còn có chuyện pháp sư Oánh Kha niệm Phật được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Đời Tống có pháp sư Oánh Kha. Ông tuy xuất gia nhưng lại vi phạm giới luật, không tuân thủ thanh quy nhà Phật. Qua một thời gian ông sám hối, lương tâm trỗi dậy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ai cha, phiền phức rồi, như ta hiện giờ đã phạm nhiều giới luật. Ta như thế chẳng những không xứng đáng là kẻ xuất gia, mà thậm chí còn bị đọa lạc nữa. Pháp sư Bánh Kha nghĩ mình chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục, rất lo sợ, nên ông đã tham hỏi các vị đồng tu có cách nào để cứu ông được hay không. Một vị đồng học đưa cho ông xem cuốn Vãng Sanh Luận. Ông xem đến các câu chuyện niệm Phật được vãng sanh, vô cùng cảm động, không cầm được nước mắt. Thế là ông ta quyết chí niệm Phật. Ông đóng cửa nhập thất một mình ở trong đó, 3 ngày không ăn không ngủ, chỉ có một câu A-di-đà Phật niệm đến kiệt sức. Niệm được 3 ngày, 3 đêm, A-di-đà Phật thật sự đã hiện thân đến rồi.
con còn sống thêm 10 năm nữa. 10 năm sau, khi lâm chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con. A-di-đà Phật, con không cần 10 năm đó nữa. Con hiện tại muốn đi theo người, vì căn tính con kém cỏi, chỉ cần hướng ra ngoài liền sẽ bị cám dỗ, khởi tâm phá giới phạm tội, hoàn toàn không thể kháng cự được. Cho nên giờ con chỉ muốn về thế giới cực lạc. Vậy được, con hãy chuẩn bị đi. 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Pháp sư Oánh Kha rất vui mừng. Ông mở cửa thông báo cho mọi người trong chùa. 3 ngày nữa, Đức Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi. Đến lúc đó, các ông hãy nhất tâm niệm Phật cho tôi. 3 ngày nữa, tôi sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Bạn tu của ông không ai tin tưởng lời ông nói. Cũng có người bán tín bán nghi. 3 ngày sau, mọi người đến thời công phu khuya niệm Phật tiễn ông ta. Rất nhiều người trong đó chỉ muốn xem ông vãng sanh như thế nào, hạ màn kịch như thế nào. Đại chúng thành tâm niệm Phật. Không lâu sau, quả nhiên A-di-đà Phật hiện trước mặt họ, tiếp dẫn Pháp sư Oánh Kha. Ông ta thật sự đã đi rồi, vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới thù thắng.
Nam Mô A Di Đà.